Rồi, xin mời hai bạn tự chia sẻ về mình đi ạ. Dạ, em tên là Nguyễn Phúc Hưng, năm nay em 28 tuổi, hiện làm bếp và sinh sống ở tại quận 8. Dạ, em chào chị Cát Tường, em chào anh Quang Bảo. Em tên là Trần Thị Diệu Loan, năm nay em 27 tuổi và hiện tại em là nhân viên chăm sóc khách hàng, em cũng sinh sống tại quận 8. Rồi, họ cũng gần nhau quá ha. Rồi, hai bạn gặp nhau trong cái tình cờ, cái duyên như thế nào? Là năm 2010, lúc đó em là sinh viên, cho nên là em có đi làm thêm ở nhà hàng ở trên quận nhất. Em thì làm trước, anh Hưng thì vô làm sau. Nhưng mà lúc đó là em làm buổi chiều, 6 giờ em mới vô làm. Còn anh Hưng thì làm lúc sáng, 2 giờ trưa là anh đã về rồi. Cho nên là tuy là làm chung nhưng mà tụi em chưa có cơ hội gặp nhau. Đến khi nào mới biết nhau? Dạ, tại nhà hàng em có quy định là thứ bảy chủ nhật thì làm ca sáng thì có thể tăng ca buổi tối. Nhiều lúc tăng ca thì em gặp Loan ở dưới trực, ở dưới lầu. Và thấy Loan rất là dễ thương nên em đã quyết định phải cua Loan. 20 tới nay là cũng 8 năm rồi hả? Dạ đúng. Hai bạn quen nhau 8 năm? Dạ gần 8 năm rồi. Wow. Thế cô nhớ được cái lần đầu tiên gặp nhau như thế nào không? Dạ thì là anh Hưng rất là đẹp trai, mặt baby lắm. Nhưng mà lúc đó do là khuôn mặt quá trẻ cho nên em cứ nghĩ là anh nhỏ tuổi hơn. Lúc đó em chưa có tình cảm gì hết. Còn em? Dạ em thì ấn tượng như Loan rất là dễ thương, với lại rất thân thiện và hòa đồng với mọi nhân viên trong nhà hàng. Đó, ai chủ động tấn công ai? Ai tỏ tình với ai? Dạ em. Ảnh trên lầu, ảnh xuống anh nhìn em hoài. Em xuống nhìn, xong rồi cái em xin số điện thoại ở trong nhà hàng. Mấy bạn làm chung với Thu Ngân đồ, nhưng mà mấy bạn không cho. Mấy bạn nói là Loan rất là khó, nếu muốn xin thì Hưng cứ đi xin đi. Xin trực tiếp. Thế là có một lần em tình cờ đi xuống, thấy Loan đang cầm điện thoại nghe một bài nhạc nào đó. Cái em mới làm bộ đi xuống, em mới nói là Loan cho Hưng mượn điện thoại, Hưng xem bài tên mà hát bài gì. Thì lúc đó em nhanh chóng em nhá số qua. Phải lọc mưu để mà lấy số điện thoại của em. Nói chuyện cỡ được một tháng thì em thấy cũng hợp ổn nhau. Rồi. Dạ đúng rồi, giờ cũng hợp nhau. Nên em mới nhắn tin hỏi là Loan có thích Hưng không? Và đồng ý làm bạn gái hơn nha. Thì Loan cũng trả lời là Loan đồng ý. Nhưng mà Loan nói là Loan không thích tỏ tình qua điện thoại. Loan thích nói chuyện bên ngoài hơn. Và em cũng sau đó thì em cũng có cơ hội để nói chuyện bên ngoài trực tiếp hơn. Mới đầu anh nói là xin số điện thoại em khó quá mà, cho nên là tưởng cua phải lâu lắm, ai ngờ có một tháng là đã đổ rồi. Trời, đó mà lật lòng dễ sợ không? Tại vì chị biết sao không? Có chiêu hết. Mỗi đêm về em sợ ma, em không có ngủ được. Thế là anh này ảnh gọi điện thoại hát cho em nghe mỗi đêm là một bài. Quan tâm lắm. Giống như 1001 chuyện nha ha. Mỗi đêm nữa. Dạ. Rồi nụ hôn đầu tiên. Đợt đó tụi em mới quen được có một tháng à. Thì ảnh có giấy phải đi nghĩa vụ quân sự. Dạ. Ảnh mới nhờ mẹ ảnh là lên để xin người ta nhập ngũ trễ một tí xíu nhưng mà không có được. Rồi hôm đó thì qua báo với em là trưa đi luôn. Cảm thấy rất là buồn, muốn khóc luôn. Xong anh ôm, anh hôn. Hôn xong đi luôn vậy đó hả? Là giống như nụ hôn từ biệt luôn. Hôn đầu tiên cũng là nụ hôn từ biệt. Rồi đi 18 tháng hay 24 tháng? Dạ em đi 18 tháng. Nhưng mà cũng có về thăm nhà, trong những lúc đi thì vẫn có về thăm nhà. Dạ đúng rồi, những lúc về phép. 8-9 năm như vậy thì có bao nhiêu cái câu chuyện nào nó trong cái tình yêu của hai bạn, bạn vui buồn, kỷ niệm đáng nhớ nhất hai bạn kể? Tụi em yêu xa nhiều lắm. Năm 2013 thì ảnh về dưới Sóc Trăng, quê của ảnh. Thì lúc đó là chỉ nhắn tin qua điện thoại thôi. Có một hôm thì điện thoại của ảnh gặp vấn đề, tụi em không thể nào mà liên lạc được với nhau hết. Lòng em rất là lo lắng cái đêm hôm đó luôn. Dạ lúc đó thì 12 giờ đêm, em thấy nhớ Loan quá nên em quyết định xách xe chạy từ Sóc Trăng lên Sài Gòn. Bữa đó thì trời mưa tầm tã luôn, em mặc áo mưa mà gắt áo mưa luôn. Phải vừa đi vừa hỏi đường. Tại vì lần đầu tiên đi em đâu biết đường đâu. Mà em không ngờ sao em cũng có thể vượt qua được bao nhiêu trở ngại để lên tới đây. Chị tình yêu. Mấy tiếng lên tới nơi? Dạ 10 tiếng. Đó 10 giờ sáng, từ 12 giờ đêm tới 10 giờ sáng em mới tới Sài Gòn. Thì lên tới thì em đi kiếm cái trạm điện thoại công cộng nào đó để em điện cho Loan được yên tâm. Thì lúc mà gặp nhau thì Loan cảm động quá, ôm em hôn. Lúc đó em ôm, em hôn rồi em khóc. Nhưng mà là khóc vì quá hạnh phúc. Tại vì ngày hôm trước là lòng mình như lửa đốt vậy đó chị. Không liên lạc được, không biết có vấn đề gì hay không. Sáng ngủ dậy cái tự nhiên anh xuất hiện trước mặt mình. Thì lúc đó chị không hiểu cái hạnh phúc mà nó vỡ. Trước cái đi không báo gì cho người ta biết trước hết trơn à. Điện thoại có điện thoại em bị hư.
Rồi mà tự nhiên sao là yêu xa vậy? Tự nhiên sao ở xa nhau vậy? Dạ cái này cũng là biến cố của tụi em. Thì năm mà anh Hưng 22 tuổi là năm 2012 á. Là đi nghĩa vụ về rồi đó. Rồi em cái này còn đi nghĩa vụ. Thì lúc đó mẹ em bị bệnh ung thư phổi. Thì chị em điện nói là mẹ hấp hối rồi. Em mới chạy thẳng về nhà. Nhưng mà về tới thì mẹ em đã tắt thở rồi. Em chưa kịp nói chuyện gì luôn. Mà mẹ em cũng không kịp, chưa kịp gặp em. Đột ngột quá, anh rất là buồn. Thì sau khi mà mẹ mất á, đơn vị cũng cho xuất ngũ luôn. Ảnh mới về nhà của chị Tư ảnh ở bên quận Tư á. Rồi sau đó ảnh mới về Sóc Trăng ở với chị Đầu. Nhưng mà vấn đề là ảnh về mà ảnh không hề báo cho em biết, hay là không hề nói một lời chia tay gì hết á. Im lặng rồi đi về Sóc Trăng như vậy luôn. Lý do là sao vậy em? Em cũng rất là hụt hẫng. Em cũng thấy như là không còn suy nghĩ gì được nữa hết. Tại lúc đó tâm trạng em cũng bối rối, em cũng không biết xác định được mình nên làm cái gì nữa. Một ngày thức dậy là ảnh biến mất đó. Không một câu nói, không một lời chia tay lý do gì hết. Đột ngột biến mất như vậy, em không biết ở đâu mà tìm luôn. Kiểu như là đoạn đường của tụi em là bị cắt ngang cắt từ đó. Cắt đứt luôn. Dạ. Bao lâu? 6 tháng sau ảnh mới liên lạc. Là đứt liên lạc suốt 6 tháng đứt luôn. Em gọi điện thoại không được luôn. Lúc đó em không có sợ là ảnh hết yêu hay là gì mà bỏ đi. Sợ em bị chỉ sợ ảnh gặp tai nạn hay là ảnh buồn quá, ảnh nghĩ quẩn hay sao thôi. Dạ. Rồi 6 tháng sau thì sao? 6 tháng sau ảnh chủ động liên lạc lại. Sao tự nhiên đã im lặng rồi cuối cùng 6 tháng mới liên lạc lại? Dạ thì trong thời gian đó em cũng suy nghĩ, em thấy mình cũng sai. Nên em mới quyết định là liên lạc lại để bù đắp lại những tháng đó. Rồi mà 6 tháng em không cho người ta mỗi tín hiệu gì hết trơn, nó là một cái điều kinh khủng. À, sao trong 6 tháng đó thì em vẫn chờ đợi bạn này. Dạ đúng rồi. Rồi khi mà bạn ấy nhận được tin bạn ấy thì cảm xúc của em như thế nào? Khi mà ảnh liên hệ lại thì giống như là vỡ òa vậy đó chị. Em chỉ cần nghe được giọng của ảnh thôi, biết ảnh là bình an, là cái nỗi lo trước đó của em là coi như xóa tan. Thì ảnh có giải thích lý do, cho nên là sau này có chuyện gì cũng bạn với em hết, không có dám làm nữa. Rồi còn chuyện gì dở khóc dở cười với hai bạn nữa không? Em có nhớ một chuyện dở khóc dở cười là lúc mới quen á, anh nhớ không? Lúc đó em cứ sợ là anh này ảnh nhỏ tuổi hơn em, bởi vì là khuôn mặt của ảnh baby lắm, nên là em sợ là lái máy bay bà già, mà em đâu có thích như vậy đó. Cho nên là em phải nghĩ kế. Ảnh nghĩ kế lấy được số điện thoại của em thì em cũng phải nghĩ kế để coi chứng minh nhân dân của ảnh. Đúng rồi. Em mới giả bộ chứ anh ơi, em mới bị mất chứng minh nhân dân, em mới làm lại mà cái hình em chụp vô sao ngố quá à, em buồn ghê, anh cho em coi chứng minh nhân dân của anh thử coi có ngố giống như em không. Cái ông này cũng ngây thơ, đem chứng minh nhân dân qua khoe hình, anh đẹp trai lắm em yên tâm, nhưng mà thực tế em nhìn 1990, biết lớn hơn tuổi lúc đó. Mừng quá anh. Quá mừng phải không? Có khi nào bạn trai tạo một bất ngờ gì cho em chưa? Dạ có một lần một nhân vật trên tivi, nhân vật nữ, được tặng một con gấu bông rất là to. Do là nó to quá cho nên em mới nhìn cái em thốt lên wow. Cái ảnh nghe em thốt lên vậy thì ảnh lại nghĩ em thích gấu bông mà em đâu có thích. Ngay ngày hôm sau thôi chị, bưng một con gấu bông bự còn hơn con gấu bông trên tivi qua. Em ôm mà em vừa buồn cười mà em vừa bất ngờ. Dễ sợ. Vậy là tao quá để ý tới mình rồi, mình cũng hờ cái thôi mà người ta vậy. Lúc đó bạn nhận gấu bông bạn thấy như thế nào? Lúc đó thì em thật sự là ngày hôm qua mình mới thốt lên, ngày hôm nay anh bưng ra một quá con sướng bự hơn như vậy nữa. Cho nên là cảm giác như bất ngờ mà cũng tiếu tếu buồn cười, tại vì em có thích gấu bông đâu. Nhưng mà cũng vui đúng không? Vui. Cho nên từ đó về sau mỗi lần mà có cảm thán cái gì đó phải suy nghĩ kỹ lại coi còn anh có dòm không? Phải không? Qua wow, một cái không chừng ngày mai có. 8 năm yêu nhau, vậy có những cái chuyến nào mà đi xa với nhau, những kỷ niệm nào du lịch với nhau không? Nhiều lần đi Vũng Tàu chơi. Thì có đợt đó là cũng lần đầu tiên hai đứa đi Vũng Tàu. Đi lạc đường qua chỗ đường cao tốc mà không dành cho xe máy. Ngay bữa đó hỏi người ta chỉ sai đường nữa, nên hai đứa thay vì đi 3 tiếng rưỡi là về tới Sài Gòn thì 4 tiếng mới tới. Thì đi cuối cùng cũng tới nhưng mà 5 tiếng đồng hồ. Vậy là vui rồi, có gì đâu. Có kỷ niệm ở bên cạnh nhau là vui rồi. Rồi có kỷ niệm gì ở Vũng Tàu? Dạ thì hai đứa xuống Vũng Tàu. Thì Loan nói là muốn ngắm bình minh giống như trong phim. Thì nhưng mà không có lần nào xuống, hai đứa lần nào cũng ngủ nướng tới sáng chứ không có lần nào ra coi hết. Là đi bao nhiêu lần cũng chưa bao giờ coi bình minh dạ, hết. Đúng rồi. Thì có một lần cuối cùng đi xuống á thì Loan nói là Loan lần này quyết định phải coi cho được. Thế là em với Loan thức tới sáng luôn. Thì hai đứa xách xe bình minh vừa lên đi ngủ, buồn ngủ quá. Dạ không, hai đứa xách xe không hức đi ra tới biển.
Thì không thấy bình minh, tràn thấy mây không. Mưa đất mưa đúng không? Đúng rồi, không lên đó nghe mùa mưa. Rồi đến bao lâu thì là ra mắt gia đình hai bên? Dạ cái đợt đó thì Loan tốt nghiệp đại học. Em thì đang ở dưới Sóc Trăng nhưng mà em cũng chạy lên tham dự. Thì mới gặp ba mẹ của Loan. Thì em mới xin là cho em quen Loan tiến xa hơn. Thì ba mẹ cũng hỏi han dạo này con sao đồ. Rồi nói là nếu mà cảm thấy hợp nhau á, muốn tiến tới á, thì hai đứa gắng đi làm để dành tiền rồi cưới nhau. Rồi. Còn phía em thì thật ra em chưa có cơ hội để mà ra mắt chính thức mẹ ảnh. Em có gặp mẹ ảnh lúc mà lên thăm ảnh ở trên nghĩa vụ á. Nhưng mà chỉ là chào hỏi sơ qua thôi chứ lúc đó chưa có quen lâu cho nên chưa có chính thức. Rồi lúc mà mẹ ảnh mất á thì ảnh mới kêu em là qua bên bên nhà để thắp nhang chung với ảnh. Là lúc đó mới gặp chị, hai chị chính thức. Sau khi mà em về thì hai chị hỏi ảnh chứ Hân muốn cưới vợ chưa. Là ảnh kể lại với em là xác định từ đó luôn. Coi như là bây giờ là gia đình cũng đồng ý rồi đúng không? Mà hai bạn có dự định gì cho kết hôn chưa? Trong khoảng một năm nữa. Một năm nữa? Dạ. Kết hôn thì mình dự tính mình sẽ sống ở đâu rồi có những cái khó khăn gì không? Dạ khó khăn thì về kinh phí. Thì hai đứa đang gắn đang gắn đi làm để dành tiền. Em rất là muốn ảnh về ở với ba mẹ em. Tại vì nhà em toàn là con gái không à. Cho nên là em cũng mong là ảnh về anh ở và sau này cũng như là chăm sóc ba mẹ. Mà anh đồng ý chưa? Anh đồng ý hết chị. Đồng ý rồi. Bây giờ mình coi như ba mẹ vợ cũng là ba mẹ mình thôi. Giờ em cũng không có ba mẹ nữa thì được gia đình vào mình ở như vậy thì mình cũng đỡ thấy tuổi thân có ba mẹ lo. Vậy là quá tốt luôn rồi. Trời ơi, vậy chúc mừng em nha. Dạ em cảm ơn rồi. Chị. Nhưng mà hai bạn đã biết hết tật xấu của nhau chưa? Ảnh ăn không đúng bữa, ảnh thức rất là khuya, ngủ rất là khuya. 3-4 giờ sáng ngủ là bình thường. Nó rất là ảnh hưởng tới sức khỏe và đúng em mong muốn là anh có thể thay đổi. Tại vì em làm bếp ở quán ốc á thì làm rất là về khuya. Anh cũng phải cố gắng thay đổi đi chứ. Dạ. Thì em chỉ mong là Lan bớt giận em lại, còn ngoài ra thì không có điều gì mà em muốn thay đổi nữa. Còn giận nhau thì Lan ra điều kiện với em là cho vòng 10 phút em phải năn nỉ. Còn quá 10 phút thì là xin lỗi đó không được chấp nhận. Nên nhiều lúc gây lộn em cho vòng tích tắc là em đã xin lỗi rồi. Nên hai đứa không bao giờ gây lộn được lâu hết. Không bao giờ giận nhau được quá 10 phút hết á. Vậy cũng hay, vậy là tốt rồi. Thật sự gần 8-9 năm là một thời năm rất rất là dài. Nó giống như cái tuổi trẻ, tuổi thanh xuân của mình luôn rồi. Cho nên chị nghĩ là tình yêu này chín mùi rồi. Và bây giờ hoàn cảnh của bạn trai cũng vậy, cũng có một mình mà có gia đình em yêu thương như vậy thì chị thấy em cũng là may mắn. Cái giấc ngủ buổi tối nó rất quan trọng. Mà mình cố gắng mình ngủ sớm để phục hồi cái năng lượng cho bản thân mình. Mình còn rất là trẻ, còn lo cho vợ, lo cho con nữa. Cho nên cái điều mà bạn gái em mong muốn là hoàn toàn chính đáng. Cái chính là mình chỉ cần điều chỉnh và cố gắng một chút xíu đi làm kiếm tiền để sau này con cái của mình được nhờ. Vậy là tốt. Rồi, chúc mừng hai bạn ha. Em cảm ơn chị Cát Tường. Dạ em cũng muốn quà tặng mẹ. Rồi. Rồi mẹ bạn. I got so nervous I couldn't speak. In that very moment I found the one. Em cũng có mấy lời muốn nói với ảnh. Thì mình quen nhau cũng 8 năm rồi. Em rất là cảm ơn bởi vì anh đã luôn yêu thương em. 8 năm qua là quãng thời gian mà em chứng kiến anh trưởng thành. Và em mong là sau này mình lúc nào cũng hạnh phúc như vậy. Và mình sẽ tiếp tục cùng nhau trưởng thành cũng như là cùng nhìn thấy nhau già đi nha. Cảm ơn anh chị. Chúc mừng hai bạn hạnh phúc nha. Hai bạn tiến lên nhận quà. Dạ.